Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách mình ướp giống như gia vị như thế nào để mình làm barbecue, mình nướng thịt nướng ngoài trời cho nó ngon nha các bạn. Thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần theo từng bước hướng dẫn của mình thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Rồi thì đầu tiên á, cái món mà không thể thiếu được á thì đây là các bạn, đây mình cho các bạn coi nè, nguyên liệu chính á là gồm có thịt ha. Thì đây là những cái gia vị mà mình sử dụng để mình ướp nè các bạn. Đây là Korean barbecue sauce ha, cái loại này á. Trong đây là nó gồm tất cả các nguyên liệu, nói chung là đầy đủ hết. Thì mình ướp cái loại này không thì cũng được, nhưng mà theo mình á, thì mình phải sử dụng thêm là dầu ăn nè các bạn. Đó, rồi bên cạnh đó là thêm cái barbecue sauce nữa, mình bỏ vô chung cho nó ngon. Thì đây, việc đầu tiên á, thì mình sau khi mà thịt mình trong này á, thì mình đã bao gồm nè các bạn, là có thịt thịt chù nè, là lem á, xong rồi mình ướp chung với cánh gà, rồi chim cút, rồi thịt ba chỉ mà sắc từng dây mỏng mỏng như nè các bạn, từng dây mỏng mỏng luôn, rồi có thêm ít xương nữa. Thì gồm có là giống như mình nói nè, thịt thịt cù hoặc là thịt chù nè, cánh gà nè, rồi thịt ba chỉ nè, ba rọi á đó mà có xương, xong rồi chim cút, bốn món mình trộn chung vô đây ha. Thì đây mình cho lấy cái này nè các bạn. Đó thì cái này mà các bạn mà muốn ướp mà cho nó ngon á, thì mình sốt này mình gia vị nè, mình cho từng lớp nha các bạn. Đó, từng lớp một, rồi mình cho thêm miếng dầu ăn lên. Đó, rồi bên cạnh đó nữa thì cái này là barbecue sauce nè. Đó, mình cũng cho một ít lên. Đó, rồi chỉ vậy thôi. Thì để mình cho các bạn thấy cho nó cận cảnh tí nha. Đây thì sau khi mà mình bỏ gia vị vô rồi á các bạn, xong rồi mình chỉ cần trộn lên vậy nè. Đó, mình trộn lên cho cái ở dưới nó thấm đều á nè. Cái này nè, cái này là chim cút nè, thấy cái kích thước nó bự không, so với bên chim cút so với Việt Nam. Còn cái này là chim cút ở bên Úc đó. Cái này là một con mình nhờ người ta cắt ra làm đôi nha. Cái này là tiếng Anh gọi là khoeo á. Đó, mình trộn lên ha. Rồi cái này là cánh gà nè. Đó, cái phần cánh đó. Đó, đó mình trộn lên. Còn cái này là thịt thịt ba chỉ ba rọi mà mình nhờ họ lấy cái phần mà không phải là phần phần mỡ với nạc không, mà có xương nữa. Tại mình nướng cái này mình có xương mình gặm á cho nó ngon ha. Đó, xong cái này mình chỉ cánh gà nè. Đó, mình phết cho nó đều. Rồi là gọi là cái này là thịt để mình làm barbecue á. Đó, cái này là ba chỉ ba rọi đây. Rồi dưới đây á mình cũng có thịt chù nữa. Thịt chù là cái miếng nó rất là lớn nha các bạn. Đó, cái này nè, cái này là gọi là thịt chù nè, thịt cù á, hoặc là tiếng Anh gọi là clam á. Đó, mà cái này nó nhiều loại lắm, mình thích cái loại nào mà nó có xương như nè. Đó, cho nó ngon ha. Thì cái này sau khi mình ướp rồi đó, trước khi nướng á thì mình phải chịu khó mình ướp trước khoảng chừng nửa tiếng, ít nhất là nửa tiếng. Còn thí dụ có thời gian không thả là khoảng 1 tiếng 2 tiếng để cho thịt nó ngấm vô. Nó ngấm vô nha các bạn. Đó, xong này là mình chỉ trộn lên thôi. Ở dưới á
đó, sau khi mà gia vị mà nó thấm nó chảy xuống dưới rồi mình thì mình lộn ngược ở dưới lên rồi mình cho nó đều đó. Thì lúc mà mình nướng á, thì nó rất là hấp dẫn, ngon. Thì cái này đó là tùy theo nhu cầu của mỗi người, thí dụ ai mà thích mà thêm mà giống như là tỏi á, tỏi mình có thể mình bằm nhuyễn mình bỏ vô đây cũng rất là ngon đó. Cũng có người là người ta thích là bỏ tí xíu đường vô, mà đường mật ong tùy theo, mà cái này á, thì mình không có cho đường với mật ong, tại vì lúc mà mình nướng á mà có đường với mật ong á, thì nó sẽ bị cháy nha đó. Thì cái này là ở đây mình chỉ ướp cái là cái Korean barbecue sauce này nè đó đó. Thì giờ thì sau khi mà mình lộn lộn vậy rồi thì ở đây mình cho thêm miếng nữa đó, mình cho đó, cho nước cho lúc mà mình ướp gia vị cho nó nhiều nhiều quá cho nó ngon đó, nhìn rất là hấp dẫn nha đó. Xong mình cho thêm miếng cái này barbecue sauce. Cái này á, là cái sauce mà lúc mà mình để ăn barbecue á, mình sử dụng cái barbecue sauce này đó. Rồi còn nữa các bạn đợi em tí. Thì cái mình ăn lúc mà mình ăn á, mình sử dụng cái barbecue sauce mà sauce đen này nè, xong rồi mình có cái tomato sauce tương cà nè, ngon lắm. Hai cái phải phải ăn chung với nhau thì rất là ngon đó. Sau khi mình bỏ vô rồi á, mình cho gia vị vô rồi thì giờ mình trộn ở dưới lên nữa. Tại cái này các bạn thấy không, thịt nè đó, nó là thịt chù mấy cái miếng này nè đó, thịt ba rọi, thấy ngon không? Cái này là mình mua nguyên một miếng lớn đó, xong rồi mình nhờ nhờ họ cái người bán á, người ta có cái máy á, bên này người ta cắt bằng máy chứ không có cắt bằng tay nha, nên 10 miếng ra là kích thước nó y chang giống như nhau hết, nó nhìn nó rất là thẳng và đều nha, có cái máy á, các bạn đó. Rồi thấy con nè đó, người ta cắt cái bỏ nguyên cái con khoeo này nè đó, xong rồi chim cút á, người ta cắt ngang vậy nên nó nhìn nó rất là thẳng, chứ mình cắt bằng tay không thể nào mà mình cắt được nha, cái này là toàn là dùng bằng máy không á đó. Rồi mình lộn lên vậy á, xong rồi mình cho thêm tí xíu nữa, mình này mình cho hết luôn, mình cho hết luôn. Tại cái này á, cái này là chỉ chẳng qua là giống như gia vị á, thì trong đây là nó bao gồm đầy đủ hết, mà cái này là của Hàn Quốc nên rất là ngon đó. Rồi mình cho thêm miếng dầu ăn vô nữa nè đó. Cái này á, mình muốn nữa thì mình cho một ít dầu hào vô cũng rất là ngon nha đó, hấp dẫn, nhìn rất là hấp dẫn nha. Rồi, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mình ướp thịt để mình nướng barbecue như thế nào theo cái cách mình làm ở bên Úc này nha. Rồi lát tới cái khâu nướng mình sẽ cho các bạn thấy nó rất là hấp dẫn, ngon nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Vâng, Ok. 3.1. Now for cooking. Tiếng chích luôn sai get nó được không? Get the long one. Này là phải dùng dầu ăn nè để mình vệ sinh cái vỉ này cho nó sạch. Cái vỉ này nó dơ lắm rồi. Thank you.
And take the sausage out as well. The sausage. Oh my god! Leon. Look. Wait. Come here. Please. Đây là ba rọi nè. Rio. Rio. Why you? Yeah. An alligator's movie? Where? Cause I'm lazy, that's why. Cái này là thịt clam nè, đó, cù á. Con mang nguyên cái rác cù mà. What? Cái này là cánh gà. Cánh gà. Leo, you want to sit down here? Give me. Sit in here, please. Leo. Don't go too far.
này là miếng thịt mà ông Tiên khoái nè, ba rọi mà có xương nè. Đâu? Đó. Don't touch it. Đừng có đụng nha. Đừng có đụng nha. Hey. Rio, Rio. Come here. Come here, please. Leo, come here. Không mới lật ra. Put some more. Cái miếng gà nếu mà cậu đang muốn, cậu đang nhúng cho nó nhiều, nhúng chi tiết thì cậu đang. Đó, tao nhúng thử mấy cái mực vô nước này nha. Leo, what are you doing? With the car. Are you alright? Come here, come here. Wait. Come here. You want to sit down here? Take a seat here. Cái này là chim cút nè, thấy chim cút bên này so với chim cút bên Việt Nam so. It's being cut off his head. That's the only thing I know. Con nào bự hơn? This one is bigger. I think this one. Because it's been a long time since the last time I did. Không nhớ đâu, không rồi. Có nên lấy một cái muỗng dưới nước lên mấy này không ta? Good idea. Muỗng hay là vậy cái nào mà đừng bị phỏng tay á.
like this video. Mấy cái miếng này lem này nè chín rồi nè, còn đang chưa, nói chung là chưa chín lắm. Mình cái này là mình nướng ít thôi, mình nướng sơ cho mấy cái màu chín á, xong rồi lát rồi lát mình warm up nó lại tí xíu rồi cho nó khói làm gì quá vậy, cho nó nhanh. Cái này không có chở kịp là nó hơi khét rồi đó. Rồi đưa đi, lo chở đi. Được rồi. Chở xong rồi cho thêm mực vô nè, thấy không? Cái này turnover nó bị hơi khét rồi. Qua bên kia không có ai á. Đây.
Đi không? Chưa nướng xong mà, chừng nào xong hết đi. Không, đổi áo trắng nè. Cái gì vậy? Bây giờ sao nãy em chịu đổi ngay từ đầu? Nãy á hả? Đó rồi về cái còn đang kêu ra liền hả? Lại đổ thừa. Thiệt chứ bộ. Cái loại xúc xích này là xúc xích heo này ngon quá nè. Đi sao mà ngồi yên bên này? Chưa phải tập ha. It tastes bad. Nướng sơ sơ cỡ chừng đi để làm cho. Looks so cool. No, the echo. Chưa đừng xong rồi đừng có bỏ vô nữa nha, để clean cái vỉ bên này cho nó bớt cái phần cháy. Chị bận nhảy được rồi, lát thay luôn. Bận nhảy đẹp rồi, lát thay luôn. Thấy các bạn thấy nướng barbecue rất là vất vả đúng không? Phải cái từ cái khâu mà nhúng lửa nè, rồi cái khâu mà nướng rất là mất công, mà được cái nổi loạn cái mình cảm thấy rất là vui. Cái này nè, nướng nè, cái này là cái thịt chim cút nè, chim cút là nướng các bạn thấy không, quá đã luôn. Chim cút, cái này là chim cút rất là ngon nha, cái này mà ăn với bánh mì là rất là bá phát. Mình nướng xong cái chỗ này xong bắt đầu là mình chuyển qua mình vệ sinh cái chỗ này một tí xíu cho nó nhìn cho nó đừng có bị ba cái khét đó nó dính lại để vô thịt đó, lát mình ăn nó mới ngon. Cái này mà muốn mà nướng cho nó thật sự là ngon á là các bạn phải nhúm lửa cho nó đỏ luôn, chứ đừng có giống như than á là phải đỏ hết, chứ đừng có bị mấy cục đen nha, tại đen nó có khói rồi nó lên á mình ăn nó không có tốt. Đó, còn cái này là cà tím đó. Chưa xong rồi giờ gom xe qua đây tí xíu để còn làm đun cái bên này nướng này cỡ xong đun cái bún thì cái này chưa từ
vô á biết sao không? Lấy cái bao á, bao ni lông á, cột về đây thì có dạng xong cái mình mở vô đây. Giống như làm giống như cái thùng rác đó, mà thùng rác di động á. Quá đã luôn. Cái này nè, coi là cái này là xúc xích của kiểu mà Tây nó hay ăn nè các bạn. Đó. Nó bự rồi nè. Where's all the bags? Rồi ở dưới á. Để còn nằm lên cái vị trước đi rồi bỏ qua tiếp cho bạn. Ok. Chưa. Đợi chút xíu. Giữ cái lấy cái đồ gắm mình giữ lại đó. Nên cho mấy cái giờ này rớt xuống dưới đó không? Sao còn năm còn quay mặt hai nó còn đang đứng này kéo vậy? À, được. Để chừng nóng này. Rồi chưa? Đợi. Đợi kẻ đi rồi. Lấy cái để mình làm quên rồi mình lấy cái dầu ăn đó mình vệ sinh nó một cái cho cái vỉ cho nó sạch. Tùy theo mình muốn cắt dài cắt mỏng tùy. Này bình thường con đi ăn barbecue ở mấy tiệm Hàn Quốc hết. Không có lét à. Thì do cắt. Do giống như mình kêu giống như cái chỗ người ta bán á.
chỗ nha, nên mình phải sang bớt là tiên tiên giữ khác, giữ hai tay. Chở cái này cái để trong chừng cái thịt đi. Gió hôm nay nói chung là hơi gió. Coi chừng giờ cái bao này bao thấy mình đang bệt. Đó. Đó là hồn mình nướng. Cánh gà cũng chín rồi nè. Cánh gà này coi nè các bạn. Chín rồi nè, thấy không? Chín, cái màu nó nhìn là biết chín nè. Đó, giờ mình thử nè. Nóng nha. Này chín chưa con? Rồi. Chín rồi. Cái này chín rồi. Nóng nóng đã. Hãy subscribe.
qua kia tí xíu nữa bên này. Âm nè, chậu nóng chịu ăn. Rồi rồi. Đi rồi, uống nước no sao bạn? Tưới mấy cái sốt lên tí đi. Are you right, Rio? Rio, come here. Rio, you drink too much, right? Rio, tới đây. Cho mấy cái bắp đồ mấy gì lên đi. Bạn không có chỗ nè.
đừng đụng nha. Xe con, xe. Lại đúng rồi, ngồi đó hả? Chạy tránh. Chợ lý tưởng của Rio. Ôi. Ngồi sit down đi. Này có nào chín chưa ta? Đừng có uống nhiều quá Rio. Uống nhiều quá rồi không ăn được á. Mấy cái nào cần đem vô bớt đi. Cái nào không xài nữa. Giống như vợ này kéo vô trước kìa. Để mình thấy cho hết cho gọn. Để chập phải không? Không có cái bàn á. Kéo cái nấm đó lên, cái chốt á. Để đấy, còn ăn được chế nấm vô. Mình nướng một lúc nó nhiều quá nên đây nó hơi kẹt chỗ. Cái này mà các bạn biết không, cái này mà mình nhiều người á, người ta bận quá, người ta không có thời gian mình nhúng than nướng á, thì người ta có thể là người ta bỏ vô cái lò nướng á, thì mình nướng cái đó kiểu đó cũng được, mà theo mình thì mình thích nướng than hơn, nướng than nó ngon hơn. Nướng than nó hơi mất công tí xíu nhưng mà đổi lại nó ngon hơn. Không, làm gì nữa. Ê coi cái xe lửa của em kìa, bỏ vô đi. Mùi nước ngọt quá á. Thì đỡ tốn. Vậy thôi. Nhưng mà còn đang nướng quá trời. Thì nướng ăn hết thì mai ăn. Cô Thi cậu Tư về cho mình về nướng ngọt. Nói khỏi. Cô cậu bận rồi. Giờ hôm nay cô không ăn barbecue. Có mà về trễ. Như bận việc ở chỗ làm. Chín cho gà bớt để cho mọi cái nó đều chín đã đỡ hết á. Để em phải chịu khó chở tí nè, cái này khác nè. Đó. Quá đã ha. Đây để mình quay cận cảnh cái thịt nè. Đó. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Đó, đây là cho các bạn coi cận cảnh luôn. Quá phê đúng không?
nhìn cận cảnh vậy nó mới đã. Quá đã luôn ha. Cái chừng nó khác mấy miếng gà dễ khác lắm. Chưa xíu nữa. Rồi xoay liền đi chứ nó khác. Mấy xô xịt này cũng dễ khác. Đó thôi. Lập ở dưới lên á, cái bụng lên á. Sao mấy nay đi học ở trường vui không? Học ở trường bên này thấy sao? Vui, vui hơn được nè. Sao vui hơn được nè? Được nhiều lựa chọn. Ví dụ? Được chọn học vẽ hay là học diễn? Học diễn ha? Drama. À. Rồi gì nữa? Hiện tại lớp 9 mới được chọn như đó rồi. Nhưng mà nghe đồn in year 10 we get to choose between food, technology, photograph, art and drama. Là chọn sẽ là những tới lớp 11. Actually year 10 you get to choose one subject from the VCE one, so in year 11 you don't need to do it anymore. Tại year 11 á, basically là cậu Nam phải làm tới 6 subject lận. Nhưng mà nếu mà year 10 cậu Nam đã học một cái rồi thì year 11 chỉ còn học 5 subject thôi. Vậy sao không chọn hồi, thêm hồi cái đó nữa? Hồi đó có. Vậy thôi không sao chọn thêm cái cho VCE nữa? Chưa. Hồi đó có, nhưng mà bây giờ do trường con sắp phải chuyển qua Phú Xuyên City á. So, we don't have that option anymore. Tại vì chuyển trường á, không biết bên trường nó sẽ có môn gì á. Cho nên đợi qua trường đó rồi hẳn học luôn. Chứ không có cho chọn. Next year, trường con chỉ còn có year 8, year 9, year 10 and year 12. Còn có 4 year. Year 11 chuyển đi rồi. Year... chuyển đi đâu? Chuyển qua Fusray City á. Rồi year 7 thì không có nhận vô nữa. Đó, để dọc thì nó không có rớt. Wow, cái vườn cây rau của con Năm nhìn thấy phê không? Vẫn trồng mấy cái micro herb á Mẫn à. Mấy cái cây chút chút vậy nè. Để cho anh Tư đem lên chỗ anh Tư ấy coi. Không, tụi tôi có thêm một ly trà sữa gong cha về. Ừ. Trà bảo full. Tiên làm extra matcha flavor. No herb, no milk. Làm tiên mừng hồn. Extra tea. Gớm thèm. Cái gì cũng ép trà. Từ từ. Discrimination. Ủa mà con tôi lỗi sinh sai mà tại sao lại có con xe được? Nó bán trên xe lưu động. Thôi. Chở đi chứ không. Thấy là nó đạp xe nó đi ngang. Thôi. Thiệt. Gông cha lưu động. Có đi xe lưu động đi rồi. Gông cha lưu động. Dạ ok chị, hôm nay ngủ tiếng 40 phút á. Lâu lắm rồi. À cái xô xịt đó vẫn ngồi đâu mà nhìn ngon.
ngoài khâu xá. À, với trường Edna gửi ba cái form gì cần phải điền rồi mai cầm vô. Con cuốn trong cặp vô rồi, tụi ba nghỉ mà. À không, thứ tư chứ. Nó điền form cho cái gì đó, mình đâu có ấy. Không, cái end of year. Không, như cái gì á. Chưa. Đợi tí xíu, để nướng cho nó sơ sơ hết. Cái lòng trà không? Tiên à, dạ không, con có uống mấy đó. Tiên mà từ chối. Dạ không. Cái giờ bò á. Rồi cho mấy cái mới lên đi, cho mấy mới lên đi cho xong rồi. Hai đứa hai đi. Ừ. Tan không? Mấy cái không, tại lúc đầu qua nhà á, nhiều bé có thở lắm mà nhầm có đồ ăn mà mình người nấu á, mình muốn gọi Uber Eats đâu nói từ thôi gọi lại. Dạ trả tiền Uber Eats mấy đồng? Ví dụ lông cha mấy đồng vậy? Đến ngày Christmas là trên giường cái hồ đó nói mình có muốn chụp lại đồ bánh ngọt cho nó không? Cho nó mấy cái nhá. Đây đây. Nó đâu ép mình đâu mà nó đưa không? Đấy. Mình tay cho nó mở bánh ngọt. Thấy mấy cái bình nó thay cường gì đó. Ừ. Nè, rồi chó này vô trước. Ủa, cái ông đó đó, mình cắt nhỏ ra, mình rát vô. Hay là mình cho một bánh luôn, mình ổ luôn đi. Anh à, cắt kia cắt. Muốn cái carrot cake á. Một ổ luôn. Chứ là em đâu biết carrot cake là gì phải không? Em không biết em á. Yes. Chứ em đâu có biết carrot cake đâu hả? Yes, yes. Không biết. Yes, thì đáng lý phải no chứ. Yes, thì anh nói thì yes, hey. Không có biết thì... Yeah. Theo cái cách nói chuyện của Tây á là do you know that one before? No. Yes, I don't know. Rồi yes á là theo cái kiểu của Việt Nam là tiên. Con có biết cái bánh trước đây, trước khi qua Úc con đâu có biết cái bánh cà rốt đâu đúng không con? Dạ đúng. Là yes. Cái đó là cách nói chuyện của Việt Nam. Cậu Tư bắt bẻo quá luôn. À vô luôn. Đúng không? Oh my god. Rồi không, anh đang dạy ngữ pháp. You should be a teacher. Trời ơi, chỗ mà không né là lọt rồi. Em đưa vô dùng lá. Cậu Mẫn ơi. Dạ. Ngày mai mấy giờ đi làm được? Đi làm gì mới cho anh chị được? Chắc 9-10 giờ đi. Ờ, anh đưa lấy xe điều vô kìa. 9-10 giờ đi. Để ngoài xe thôi chứ. Đó. Rồi. Cắt đi vậy? Cắt hai ba cái đi làm cái gì? Cắt tao mà! Đi rồi! Đi làm cái dòng cắt chân xuống rồi nè. Đây đây đây. Cái này nha. Rồi cho hai cái thôi. Không ủa, đây có khác đâu? Nè, có đợi khác không? Không, không chị. Mình nhà mình ăn à. You are so heavy. Ở cho mấy cái con này. Ừ, quá đã luôn. Lát vô đó mình ăn chứ.
ngon quá, ngon quá, ngon quá. Còn anh thích ăn seaweed sao rồi đâu? Cũng ăn chứ. Muốn ăn trong ở ngoài gì cũng được á, muốn thì làm cái bàn ra đây. Ngoài ủa vậy anh Tư muốn ngồi ngoài đây cho bàn ra đi anh Tư, cho bàn nhựa bàn với mấy cái ghế. Không, để ngoài cho nó khỏi. Ủa chứ không cách tủ lạnh không lạnh sao ủ. Tiên cho mấy cái con lên hết đi Tiên. Cho nó màu. Ngon anh Tiên. Con thử cái cúc. Cái thử này đi. Để Tiên. Rong biển á mà. Rong biển này. Giống như mấy người Hàn Quốc người ta hay ăn. Thử đi. Lạ lạ, có lạ. Chua chua. Rồi, sẽ cho cái đám này nó chở nó một cái cho nó xong. Lý do là tự nhiên, nếu đi ổ trong nó lót được. Ủa khóa rồi, à, khóa được chứ. Nó khóa rồi đó, khóa được đi. Mai muốn mà nhóm bữa chị thì cầm ra cái từ mở chưa? À, có mở cho khóa hả? À, giỏi quá. Cái bring it inside for me. Đây là bạn đó. Để mình nhốt. Để cái tay nó. Nó hơi nhốt luôn. Wow. Không ngồi trong đó ăn, ngồi tên ngủ ngoài đây luôn hả? Thích ngủ ngoài trong. Đó là đặt nửa cái bàn ở trên, nửa bàn dưới. Đi không? Chậm chìa khóa làm gì vậy? Lấy ngồi rớt vậy? Kéo cái cửa lại đi để nó bay mùi vô nhẹ thôi. Pull let the dog out. Oh, oh, oh. Một con. Rồi vô cầm cho cậu ăn cái dĩa để cậu ăn gắp miếng cho con hoài cái. Còn cái ấy nữa Tiên. Vâng. Như là cái gì rồi giống cái trứng không? Mà nó là từ thực vật nên thì gọi nó là eggplant. No because the egg but then it made by the plant so we call that the eggplant. No because Uncle Five didn't trust me. Chưa cái để con hâm lại cái cho nó chín rồi gắp mà muốn ăn nè. Ăn cái sausage được mà không? Xúc xích này là heo nè. Oh my god, super cat the Vietnamese. Cái nào nóng nén không bỏ. Chưa, từ mẹ đứng luôn cái. Mật được không? Mật quá, hạn chế ăn hải sản.
thôi vậy khỏi hả? Cái xúc xích rồi ba rọi muốn thì là chết nó chín rồi đó. Nè cái này nè. Rồi thịt gì nữa? Chứ chả thịt gà đâu. Phải chở liền nữa, chở liền nó hơi khét. Chưa từ. Miếng gì? Từ. Ba chỉ. Rồi thịt chù. Thịt chù đã hâm miếng này ít thôi mẹ. Thứ miếng nãy giờ thứ có miếng à. Chứ chưa có gì đâu mà sao hết được. Phải thử hết chứ, giống như năm món cái vậy. Phải năm món. Đúng quá hả? Ừ. Năm món phải có năm món. So you got two options. Cook water and uncooked water. Which one? Boiling water. Boiling water, okay. Cho một ly nước lọc. Nấu chín. Ừ, tiếng nghe. Tiếng chở chở lẹ đi, nó khét nè. Lấy cho thằng ăn ché nè. How about the real chair? Có ổn. Hai đứa này cho ba này. Mắm. Mấy cái con này lật ngược lại hết. Cái ghế của con nè. Cái này khoan nghĩ lật nha. Cái này lật lại ra. Chưa, còn gà nữa mà. Sao hết chưa? Nãy giờ con thử món bởi vậy con nè, kêu là gì? Đừng ăn. Đó con muốn ăn không? Con ham lại cho. Gà phải 2 miếng. Còn Nam bảo là con ham lại sơ sơ. Rồi, xong. Thử con miếng mà nhiều. Bởi vậy nãy kêu đừng ăn cơm. Ừ, quá đã, quá đã. Nhớ cho suốt boiling water nha cô. Hôm nay là mình ăn mừng lễ Melbourne Cup không? Cho cái đó vô giữa đi. Tiên còn biết thiếu gì không? Cho hộp khăn giấy qua. Còn này là uống bia kiểu Việt Nam nè. Có đá nè. Đầy đủ hết, chỉ có thiếu nhẫn gì ở nữa. Ủa chứ con này không phải người ở à? Xin lỗi. Người ở khác, người làm khác. Mời bà, mời cậu Tư, mời cậu Thiên, mời cậu Nam ăn. Dạ, mời mẹ, mời cả nhà ăn thôi. Ủa Tư không này hả? Ok. Cậu Tư là uống kiểu Tây. Còn Việt Nam là uống kiểu chân. Kiểu Tây. Ây, Tây. Cái này có thịt ba rọi này mà có xương đã lắm, với có chim cút nữa. Ủa thử cút luôn hả? Ủa. Nghe nãy nghe sợ quá quất con. Hơi sống á. Sống hả? Đâu chín rồi đó nhé. Rồi không. Đâu cút đâu lặn nữa chứ. Không. Cho con đi ở không ăn hay kiếm con. Đợi ăn. Sao nó đòi cái gì vậy? Chơi. À đòi chơi hả? Ủa xong nó ăn cái gì? Sausage. Ăn mẫn rồi còn sống á mà. Cái này gì? Cút quá hả? Thật. Ừ, cút bỏ chiên lại. Cái này còn sống á. Em ăn sausage với mật bồ nè. Quá lạ đúng không? Này phải có sốt nữa. Giờ mấy cái thằng. Biết không? Giận rồi. Dạ đây. Đi không? You want to watch in this? You want this one? Tiên tiên cho lấy nước ngọt đi con. Không có rồi. Yes. Không tủ lạnh nữa. Cậu Tư mới mua cậu lạnh nữa. Yeah. Đầy luôn. Wow. Cảm ơn bà đó nha.
luôn. Bỏ dĩa salad qua đây mà. À quên nữa. À, bỏ đây đi. Cái đó phải có quên để lấy cái sẵn cái này gấp luôn đi. Cái này miếng thịt cắt giò. Wow, my god. Giờ lấy cái này. Thôi, you hold this one. Đi rồi, cho ba lại. Thương ba đó. Thương ba thì đồ ba nữa. Cho ba ăn. À. Ủa nãy bây giờ gấp lên hoa ăn không? À, nay để tắm này. Cái này phải ăn nóng nó mới ngon, bởi vì nãy em kêu đừng có ăn cơm. Đây em chuyện lấy cơm. Đói rồi phải ăn luôn không? Con đang đói mà. Nè, thấy không? Nó sống không? Sống đi cho. Sống đi. Sẵn chở mấy chiên cái đi. Chừng thấy không? Bà con lấy đi con. Tuyệt thật. Nó sợ uống mập á. Cái này đó, tại sao không biết mà chơi gì không? Đậu bắp á. À, đậu bắp á. À, đậu bắp. Đậu bắp. Đậu bắp nướng ngon. Mấy này còn đang mua hôm nay hết rồi. Ta ra. Ừ. Ồ, dạ, ông thầm ơi chị. Sao cô? Cái nào chưa chín cô cho lên bếp hả cô? Đừng tin nắp hết chị. Chưa chín mẹ cho lên bếp đi. Rồi là gì ta lên sàn. Banh nữa kìa. Ồ, nói chuyện nghe. Mang tính sự hơi hướng bạo lực. Quanh nó ra. Con đừng ăn. Với dụng nó nghe hơi hướng bạo lực. Quá lạ ha. Lâu lắm rồi. Cái này 2 tháng thôi mấy. Ừ. Cái nhà kế bên tan gần như mỗi tuần. Mỗi tuần tan 3-4 lần á. Dạ. Mình 2 tháng là lâu rồi đó cô ạ. Ừ. Mày nó ớt không? Nó ớt nhạt nhất. Có giảm hả? Có giảm hay tầm giảm. Mình thấy nó tập trung đâu. Nghĩ anh chồng rất là kỹ sư. Thầy thấy ông mặc áo uniform á. Hôm đó người Tây hay người gì ngồi? Người Ý. Ý. Tên mấy người Tây nghe nó sang người Ý, người Pháp, người Đức. Còn châu Á. Em người gì dạ? Em người Hán. Ở kia. Ở Hán mày người gì? Tao người Mông. Nghe cái tên nước là thấy là ngóc đầu lên hết nổi rồi. Mông cổ. Thì đấy. Chỉ có cái mông như cái cổ. Cái tên là mắt thẩm mỹ. Cái tên là mắt thẩm mỹ. Để làm mấy lát mà lượt ra mà mấy cái con mà con ấy là cho lên trình tia hết. Kim cúc. Wow. Hôm nay ông rủ bắt đường qua chơi. Những ngày đột xuất rồi. Còn nhớ rồi em ấy rồi này. Kiếp cả tuần nhiều khi cũng bận. Mới dự định sáng nay với mấy hôm thứ bảy rồi nó chơi
hôm thứ bảy lúc đi lễ về, còn năm nghe mùi barbecue. Còn năm mới bảo là ủa ba tiên đi lễ chưa? Con đi, còn năm hả? Còn năm mới bảo là ừ, nhà kế bên nướng barbecue ăn hoài, sướng quá, hay lâu rồi nhà mình không nướng, hay bữa nào nướng đi. Con mới nói là hay chủ nhật này nướng nè, còn năm bảo thôi lỡ mua đồ chủ nhật rồi. Cái xong cái còn năm ra ý kiến hôm nay. Mai mốt cho anh tìm đi làm bên phim truyện á, bộ bên thuyết minh. Cái này sausage bò chắc, ấy heo chắc rượu ăn được á. Heo. Không. Đợt trước là như ăn cái loại khác. Từ khi cụm gà chứ. Không. Ngày mai bên mình nó cũng mở cửa bình thường. Mà chắc nó mở theo 7 tới 7. Holiday thì chắc nó mở theo cái timetable thứ bảy chủ nhật không? Nó nói 7 tới 7 đó. Hồi nãy thì có đi hội. Ngon không Tiên? Ăn vàng sao mập nổi không? Sao nét không? Chứ còn không bốt. Để con thay cho nó không trộn. Bóp lại không trộn sao không trộn á. Này không phải trộn, lấy cái đó không trộn, con bỏ vô bên đảo nha. Chứ con không có giống như là ấy nước cái gì hết, không có làm. Ủa còn cái này cái này là có nước sỉnh nè. Dạ, cái này có biết là gì không? Tương xí mùi. Cắn đi con. Ủa con, tương xí mùi với lại Atoli, cái này không phải là sweet chili á. Cái này như là cái này là sweet chili sauce á. Sweet chili sauce. What is the difference between tương xí mùi với lại sweet chili sauce? Để chắc là đó, giống nhau. Bên Việt Nam á, cái nó không có cái sweet chili sauce mà nó có cái tương xí mùi. Chết cha. Wow, that's a big difference. Chà. Sớm mà. Thì cái tương xí mùi á là nó làm bằng cái plum sauce. À, mẹ sẵn mẹ lấy cái cây mẹ cây này nè mẹ. Đây nè. Chở chở à, mấy kia sợ nó cái miếng kia ra đi. Chờ chín hết rồi đó cô. Chín rồi. Vậy à. Đưa cái à, vậy. Đây, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi mẹ cho mấy cái con. Hồi nãy em kêu đẩy nhảy 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 trời ơi. Hôm bữa còn nhảy nhảy được chứ giờ hết nổi. Mà đó giờ đâu có dám. Anh để em mới gấp cái kệ, cái ghế mà ở trong tiết cái đồng tiền ở trong mà không có ai mời. Dạ. Cho nó hơi chấm chấm mà nó thơm thơm. Nó trùng hết luôn á, gấp hết luôn. Thì nó trên cái bàn gỗ hả? Đúng rồi. Mà mình sát bên trong. Ừ. Thì cần là em không có chọc cái chọc bông hay đó nữa mà em bỏ luôn cái bông đó. Em chỉ cần là chọc bông mà chọc trước thôi. Cái bàn thôi. Vậy đâu chậu đó để đâu? Không đặt hết xong thôi. Riêng con đâu đó đem về nhà hả? Đâu nào? Cái kèm này nó vẫn để đó. Yếm nó chọc bông tươi kìa. Mà muốn em đặt nó đặt một bên cái cây thôi. Còn bên kia thay vì bông tươi thì không để nó. Tại mùa hè nó nắng nó hay tàn. Nó chỉ đặt một cái chậu ở trong cái chỗ đang có thôi. Cứ tình nào cũng đổ bông rồi. Nói chung là em hiền. Em hiền. Mấy mà già khoái lắm. Không biết nói gì, chú thấy toàn là bông tươi rồi ấy hoài rồi. Tới chụp hình hoài. Tự shop bán bông nữa. Cà phê không uống mà hỏi mua bông không à. Sốt là mua đồ lâu lâu không mà cứ tới hỏi mua. Ráng đi, bán được rồi. Ra tiệm mua, trời bán rồi. Muốn đặt bạn á. If you want to ask to buy something $5 extra for the whistle. Không, rẻ phải. Đừng nhìn cho vũ. Please exit.
Trời họ riết rồi, ghi cái bản để luôn. Không, bây giờ nó bỏ bản đó rồi. Nó bị chắc bị công an nói á. Bạn mình đừng chạy vô nó hết đẻ rồi. Biết không? Biết hả? Đó. Không, nhiều khi người khác chưa, người, để, chưa có kinh nghiệm. Người khác người ta sang á, ta sang lại sao? Không biết bệnh viện Từ Dũ á nằm ở đâu không? Có đi vô coi em pin với cái thầy không biết mà. Nhưng mà ý là cái vụ gì á, nó nằm gần ngay chỗ cái ngã tư đúng không? Ờ dạ đúng không? Ừ, thịt nó cháy á, lường nguyên bụng thai á. Ừ, thì rớp lâm á là ai đi tới đó người ta cũng dừng lại ngay chỗ cái đèn xanh đèn đỏ ngay ngã tư đó. I get it, there's a board right? Yeah, nên họ hỏi ở đường đó mình nhìn Từ Dũ chỗ nào. And then nó có cái bảng permanent. So he gets sick of the answer the question. So để cái bảng permanent luôn. Who looking for the to Vũ hospital? Take a quick look on your left hand side, the 45 degree, you're gonna see the big sign, they say the Tubu Hospital. Mm. And then go straight there, and then you see the car park down there, and then, thank you. Hỏi hỏi nữa, hỏi hoài mà. Thịt nó còn sống luôn rồi, mình không ăn luôn. Dày không chả hiểu một cái gì. Còn năm nay nước là kỳ quá nha. Chưa có kinh nghiệm. Tay lửa gì à? Dạ lửa quá, cháy mà nó phải đâm. Nướng về thì quá ngon nhưng mà nó lại chưa chín lắm. Nướng vậy là phù hợp cho những người khoái ăn sống như con. You think the sausage is being cooked? Yeah. The sausage is being cooked really well. But except for the sausage, I don't know. No, the chicken is good as well. Chicken cooked? Chicken cooked? You think so? Mm-hmm. Con nói cậu Nam rồi, mấy cái miếng thịt nó dài lắm, phải để lâu cậu Nam tin. Sợ nó cháy. Yeah, chicken be cool. Sợ nó cháy. Cái này mà ra bãi biển ngồi vậy. Điều, bà à, nó thử nhúng rồi đó. Nó thử nhúng sơ sụp của con năm thứ năm rồi. Ăn không? Ăn hết cái rồi. Nè con nè. Con nữa là khi có một cái ép trà rồi. Chỉ tiên nhanh tay cho mấy miếng thịt này lên lại cái đi cho nó nóng. Thấy không? Cho nó nóng ăn trở lại. Why always tiên? Thì nãy ai nói? Tiên ai? Assistant. Tiên là assistant. Ai nói là muốn ăn thịt nướng? Cậu Nam. Để cho rõ ràng, cậu Nam là người đề xuất ý kiến. Rồi vậy mai mốt rồi. Bây giờ gọi Y Thành xuống ra để nó trả lời cái câu đó. Nếu mà Y Thành nó nói là đúng thì là tiên lỗi, mà nó không trả lời thì có nghĩa là sai, thì nó không thèm trả lời. Khi nào nó trả lời á thì là tiên đúng, còn nó không trả lời là coi như tiên sai. Được dùng background thôi sao? Được mà đúng không? Để đấy vô. Background vô sao là Y Thành nó chỉ cần đứng cái nhét miệng thôi, con sẽ là người nói. Đố tiên nha, hôm bữa cậu Tư có đọc một cái câu chuyện ở trên báo á. Ừ. Có một ông vua này, ông rất là mê cưới vợ trẻ. Hai darling, lấy cho cô thêm một cái cánh gà đi cho em. Đừng có nướng. And then he thấy một cái cô thợ may. Yeah. Rất là trẻ và him fall in love with her. Nhưng mà si này thì biết rồi, him chỉ có là thích cứ vợ trẻ thôi à. No. Nên là si say no. Nhưng mà do là lệnh của vua nên là si không được từ chối. Nên ông vua ông ấy nói là bây giờ ông ghi ra hai cái lá phiếu, một cái á là đồng ý và một cái là không đồng ý, và ông đưa cho cô này, cô bóc, nếu mà cổ bóc trúng cái lá thêm đồng ý á là cổ phải cưới vua, mà cổ bóc trúng lá thêm không đồng ý á thì không cần cưới. Và ông vua này thì ông rất là xảo quyệt, tại vì ông muốn cưới cô này mà, nên là ông ghi luôn hai lá thêm đồng ý luôn. Rồi ông kêu cô này bóc đi. Thì bây giờ làm sao để mà biết, làm sao để cô này thoát được cái nạn đó là không cưới ông vua? Tránh cái trường hợp là không bóc. Suicide. Vậy đi, suicide. Nhỏ tiêu cực. Ok, so này dư nè. Pretend to be a guy. No. Nhớ chả. Mấy cái cây kia bắt đầu. Vậy là tiên bí phải không? À. Phải không?
actually she bóc một cái lá thăm. And then you know lá thăm đó là chữ đồng ý rồi. And then she không có coi. She mở ra, she giả bộ she mở ra she coi. Cái xong she quăng vô lửa cho nó cháy. Hiểu không? Cái xong mọi người nói là ớ cái lá thăm gì mà sao không chịu nói, không chịu là la lên. Cái xin nói là lá thăm này là lá thăm không đồng ý. Không ai tin hết. Đúng, tại vì si coi xong si dục vô lửa. Đúng không? Cái không ai tin thì bây giờ nói nếu mà không tin đó thì bây giờ bóc cái lá thăm còn lại đi. Nếu mà lá thăm còn lại mà nó đều chữ đồng ý thì có nghĩa là lá thăm si bóc là không đồng ý. Đúng không? Ok. Thấy si thông minh không? Mà có vẻ con nhỏ này nó không hiểu cho lắm. Nghĩa là lần sau là Tiên phải chơi. Nó cứ ừ à mà nó giờ là thấy cứ ừ nó rớt rồi. Ừ. Thôi rồi. Ừ. Cái kiểu như Tiên vậy là không lấy hoàng tử. Hả? Hỏi kiểu rồi. Mình ở giá. Ở giá cho xuống. Bà nhớ nha, bà nói bà ở giá nha bà. Mốt mà bà lấy chồng thì bà biết tay tôi. Nếu mà Tiên ở giá, cậu Tư có chỗ cho Tiên ở luôn. Là... chạm thu giá.